bóng. Có bóng à? Có nè. Nhìn nó đi biết liền mình đi tới đâu, nó quậy bụng tới đó. Có bóng bự bự chứ không nhỏ đâu. Ở đây nó bỏ lâu rồi mà. Lâu mà nó kém đậu. Có thằng em, có thằng em rỉa nó ha 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 kéo chứ à, kéo đâu. Em rỉa nó ở Sài Gòn lâu lâu nó về nó kéo được chứ. Coi cho có khủng ở dưới anh Cường. Đi nhanh dưới phát. Từ chút nữa bé chứ đợi gì? Má con cái bóng thiệt bự này. Nó vô bừa, nó vô một thích vô bừa thì có đồng rồi, đứng vào đây mới quẩy. Cứ mình kéo miếng mình tấm vô mình gác thôi chứ gì đâu, đúng không? Nè, nó cài bùn nè. Có phải cài bùn nè. Có cài tim nè. Nè, đuột, nó cài quá trời nè. Dần dần mùa đó luôn à. Nó bỏ lâu nó đâu nuôi ở đâu mà nó nuôi cháy miếng lũ miếng đâu nuôi đó. Đó thằng đó. Ở đằng đó. Cao có bét luôn. Lấy vợ về vợ đi bỏ vô. Có là vô dạo bét con là bét con nó luôn. Vợ cà lô trong này vợ này đừng có giữa. Đưa con đi, đưa con xuất ra. Đưa con nó lặn cái đàn xuất cái thằng này con. Không làm gì mà chậm quá chứ mà. Chỗ này bỏ về bò không đứng đó còn bỏ cái đây nẹn như mẹ luôn.
kéo cái đầu kia lại nè, đầu kia nó sâu nè, kéo lại nó còn nè. Cái đầu phó cái kéo qua đây nè. Cái đầu phớt kéo qua đây phớt à, cái anh nói anh kia bên nó sâu đó, kéo qua đây đi. Để dưới ông Cường. Để dưới đây. Mấy cho cái mí nó sót bờ chứ. Mấy cái hồ chỗ kia còn còn nuôi không anh? Bỏ rồi. Để mấy cái hồ đó tấu mà xuống bán có được á. Mấy cái hồ trên nhé. Cường, có đang kia mấy cái hồ kia bỏ đằng kia kìa, bánh có xuống bán, nó mấy hồ trây nữa. Cái tế tém qua đây nè. Lo nè. Cho nó xuống mấy cái hòn nó đã đủ mình chi chi nó hở vậy mà hở là do mấy ông kéo mạnh quá mình nó hở chứ đó có cái nè chiếc nhật rồi có cái này rồi này có chiếc nhật thiệt to nè này đó tung lưới đó nó cái máy đã ngang đó có cái chim nhật đó nó mới rơi mới ấy lưới đó con này hôm nay tôi không bác rộng này. Bữa này em nó kéo rồi mà he con cứ thấy he con là ngay một con giòn con đang đây đang lớn hơn con giòn lớn hơn vậy sao bên tấu anh đang bác bên tấu mình đội bên bác được mà phải không cháu già với cháu ngồi kéo có cháu ngồi kéo có cháu kêu kéo kéo mát tọa luôn mà thấy cái cháu thấy hơn luôn đi nè cái cháu là nó chỉ ngát liền sóng khí có phải có sụp khí thì ở mai đâu với đây rồi mà về rộng ba bữa có mấy sụp khí để mà làm cái đồ bay tôi nói thiệt chứ ở đây làm tôi không đi đâu bình thường cháu rồi mà tôi bác về sống na 10 con này đồ ba đâu đồ đừng con nghe con cái đồ đó. Con cá tàu cầu là không sống rồi. Cái chó nhỏ nhiều. Để cái rũ nào. Cái rũ nào để rũ đem cho chó nha. Chó cũng phụ, có cái cút. Nhiều bữa đó nuôi cái dễ sống to quá không phải. Anh đang kìa con cá chép to lắm như là cái chép nhặt á. Đó, nó phi nó bự á. Cái chó dạng nhỏ nữa. Nó được đâu, cái đó to. Phi nè.